Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau. Thi kiến chung với Đức Thánh Cha thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2019. Tại Romania, Đức Thánh Cha gặp gỡ và xin lỗi cộng đồng người du mục Roma. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cầu nguyện cho châu Âu và cho sự hiệp nhất. Đêm các đền thánh lần thứ nhất tại Ý. Giám mục ban bí tích thêm sức cho 62 tù nhân. Hành hương ngọn gió hòa bình 2019 tại khu phi quân sự ở Triều Tiên. Một linh mục có bốn người con linh mục. Báo cáo 2018 về bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ. Giáo tỉnh Hà Nội cử hành ngày Thế giới truyền thông lần thứ 53. Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2019 Giới thiệu Thánh Ca, tình ca vô tận. Sau đây là phần tin chi tiết. kính chung với Đức Thánh Cha thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2019, Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 5 tháng 6 dành cho hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã thuật lại các hoạt động của ngài trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày tại Romania từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền dân sự và giáo quyền tại Romania đã giúp cho chuyến thăm viếng của Ngài được thực hiện cách tốt đẹp. Nhưng trên hết, Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa đã cho đấng cái vị Thánh Phê-rô trở lại viếng thăm nước này sau 20 năm chuyến thăm của Đức Thánh Giáo Hoàng Doan Phaolô Đệ Nhị. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trình bày mục đích của chuyến viếng thăm. Ngài chia sẻ rằng, Niềm vui của tôi là có thể làm điều này không phải là từ xa hay từ trên cao, nhưng bằng cách chính tôi bước đi giữa dân tộc Romania như một người hành hương trên trái đất. Phần đầu của chứng kiến thăm của Đức Thánh Cha là các cuộc gặp gỡ với giáo hội Kitô anh em. Những khoảnh khắc đặc biệt đại kết được Đức Thánh Cha kể lại, đó là cuộc gặp gỡ rất thân mật với Đức Thượng Phụ và Thánh hội đồng của giáo hội chính thống Rumania. Đức Thánh Cha cho biết, đọc kinh lệ cha chung với nhau là một khoảnh khắc có giá trị biểu tượng mạnh mẽ bởi vì kinh lệ cha là lời cầu nguyện tuyệt vời của Kitô giáo, là di sản chung của tất cả những người được chịu phép rửa tội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại những hoạt động dành cho Cộng đoàn Công giáo, cử hành ba phụng vụ thánh thể thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ chính tòa Buscares. Thánh lễ thứ hai được cử hành tại đền thánh Sumeleusiuk và buổi phong vụ thánh thể thứ ba được cử hành tại Blas, trung tâm của giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Romania. Với nghi thức phong chân phước cho bảy giám mục Công giáo Hy Lạp, những nhân chứng của tự do và lòng thương xót phát xuất từ tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các phái đoàn và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện tại Romania, Đức thanh tra gặp gỡ và xin lỗi cộng đồng người du mục Roma. tin Romania, tiêng thanh tra đã nhân danh giáo hội xin lỗi cộng đồng người du mục Roma thường được gọi là người Gypsies, vì những bất công, phân biệt đối xử, cách biệt và lạm dụng đối với họ. Đức Thánh Cha mời gọi họ theo con đường hòa giải của Chúa Giêsu, chia sẻ những đặc tính của dân tộc mình, đón nhận điều tốt từ tha nhân. Sau thánh lễ phong chân phước cho bảy vị giám mục từ đạo Romania, sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 6, vào buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã đến khu vực Babu Lautaru của thành phố Plage để gặp cộng đồng người du mục Roma. Buổi gặp gỡ bắt đầu với chứng từ của cha Joan, một linh mục công giáo đông phương thuộc sắc tộc Roma. Cha Gioan đặc biệt cảm ơn giáo hội đã chăm sóc mục vụ cho người Roma. Cha nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm cũng như sự bao bọc mà Đức Thánh Cha dành cho người Roma đã cho mọi người thấy đâu là cuộc sống thực sự cũng như mong muốn của họ được bao gồm và tham gia vào công việc của xã hội ở Romania và những nơi khác để vượt qua sự phân biệt đối xử và cách biệt. Sau chứng từ của vị linh mục, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào cộng đồng người Roma tại khu vực này. Ngài xác nhận lời của cha Gioan khi nói rằng trong giáo hội Chúa Kitô có chỗ cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng đã nhân danh giáo hội xin lỗi về những bất công mà người Roma phải chịu trong quá khứ. Đức Thánh Cha nói, nhân danh giáo hội Tôi xin Chúa và anh chị em tha thứ vì trong dòng lịch sử chúng tôi đã đối xử phân biệt, đã đối xử tồi tệ hay sai lầm trong cách nhìn nhận với cái nhìn của Cain thay vì cái nhìn của Abel. Như Cain đã không quan tâm đến em mình, giáo hội cũng đã không thể nhận ra đánh giá cao và bảo vệ anh chị em trong nét đặc thù của anh chị em. Buổi gặp gỡ đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha sau đó, Đức Thánh Cha đã di chuyển đến sân vận động thành phố Plage để đáp trực thăng đến phi trường thành phố Sibiu, cách đó 46 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha được Tổng thống Rumani và đoàn tùy tùng đón tiếp. Sau đó có cuộc hội kiến ngắn trước khi từ giã Rumani trở về Roma. Máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 17 giờ rưỡi giờ địa phương và đến phi trường Ciampino của Roma lúc 18 giờ 45 phút giờ Roma. Tiếp tính cha Francisco mời gọi cầu nguyện cho châu Âu và cho sự hiệp nhất. Tin Vatican. Như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ báo chí trong chuyến bay trở về Roma sau khi kết thúc chuyến tông du tại Romania trong 3 ngày từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã đề cập đến một số vấn đề đang được nhiều người quan tâm, như mối quan hệ giữa các tín hữu công giáo và chính thống giáo, và tình hình hiện tại ở châu Âu. Về mối quan hệ giữa những người tuyên xưng các niềm tin tôn giáo khác nhau, giữa các nhóm sắc tộc khác nhau và trong thế giới chính trị, Đức Thánh Cha Francisco đã nói đến mối quan hệ của những đôi bàn tay giang rộng khi có những xung đột. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi Đức Thượng Phụ Chính Thông Giáo Daniel, người Romania. Ngài nói, chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những người huynh đệ. Và như vẫn thường làm trong quá khứ, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ nghĩa đại kết bằng giá máu và tinh thần bác ái. Đồng thời lần lượt đề cập đến lời chứng chung được đưa ra bởi các vị tử đạo của các niềm tin Kitô giáo khác nhau và các Kitô hữu đến từ các cộng đồng khác nhau, cùng cộng tác với nhau trong việc giúp đỡ người nghèo, những người đau yếu bệnh tật, những người tàn tật. Trả lời một nhận xét cho rằng, hôm ngày đầu tiên Đức Thính Cha đến nhà thờ chính thống, các vị lãnh đạo công giáo và chính thống đứng bên nhau, nhưng lúc cầu nguyện kinh lạy cha thì không cầu nguyện cùng nhau. Đức Thính Cha nói, tôi đã không thinh lặng, tôi cầu nguyện kinh lạy cha bằng tiếng Ý và thấy hầu hết mọi người cầu nguyện bằng tiếng Romania và tiếng Latin dân chúng vừa xa chúng tôi, những người lãnh đạo. Các lãnh đạo chúng tôi phải cân bằng về ngoại giao để bảo đảm đi cùng nhau và có những thông lệ để giữ cho mọi thứ không bị vỡ. Nhưng dân chúng thì cầu nguyện chung và cả chúng tôi cũng cầu nguyện chung trong những cuộc gặp riêng. Trả lời câu hỏi về xu hướng gần đây trong lĩnh vực chính trị châu Âu, đặc biệt là các nhóm vốn không muốn có tinh thần huynh đệ và thích đi một mình, Đức Thinh Cha nói, nếu như châu âu không nhìn vào những thách thức phía trước, châu âu sẽ uất tàn, nó sẽ bị khô héo. châu âu cần phải một lần nữa nắm lấy chủ nghĩa thần bí của nhóm lập quốc, châu âu cần phải chính nó để khám phá lại bản sắc riêng và sự thống nhất riêng của nó, để vượt qua những sự chia rẽ và biên giới. đức sinh cha phanxico thừa nhận rằng các quốc gia có bản sắc riêng mà họ phải bảo vệ, nhưng phải với sự huyền bí của khối đa diện phải có một sự toàn cầu hóa nơi mà tất cả các nền văn hóa đều được tôn trọng, nhưng tất cả đều hợp nhất. Kết thúc buổi họp báo, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho châu Âu. Ngài nói, xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng. Tôi chân thành hy vọng rằng châu Âu sẽ trở về với giấc mơ của những người cha sáng lập ra châu lục này. đêm các đền thánh lần thứ nhất tại Ý, tin Italia, vào đêm ngày mùng 1 cho đến rạng sáng ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua, hàng trăm đền thờ tại Ý đã tham gia sáng kiến đêm các đền thánh lần thứ nhất. Cửa các đền thánh được mở ra và các ngọn đèn được thắp sáng, đón các tín hữu và du khách từ hoàng hôn cho đến nửa đêm hoặc cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Trong đêm này, Đền thánh được xem là một nơi người ta được lời Chúa chạm đến, là lời mời gọi phân định và là mời gọi làm nhân chứng và truyền giáo. Giải thích về sáng kiến đêm các đền thánh, văn phòng quốc gia về việc mục vụ trong thời gian rảnh và mục vụ du lịch và thể thao của hội đồng giám mục ý cho biết, mỗi đền thánh được yêu cầu thắp đèn ở cửa đền vào lúc 10 giờ đêm để có thể cùng hiệp thông với tất cả đền thánh ở ý. Bắt đầu từ thời điểm này, mỗi đền thánh có thể lên kế hoạch thực hiện chương trình đêm các đền thánh tùy theo điều kiện của mình. Các đền thánh được khuyến khích tổ chức cuộc rước trước khi thắp sáng ngọn đèn ở cửa đền. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức. Đức cha Stefano Russo, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Ý, chia sẻ, đây là cơ hội để làm sáng tỏ giá trị biểu tượng mạnh mẽ của các đền thánh đối với các cộng đoàn Kitô tô giáo và toàn thể nhân loại. Đức cha khẳng định, dù cho khủng hoảng đức tin đang lan tràn trên thế giới hiện tại, những nơi này vẫn được coi là không gian thiêng liêng mà khách hành hương đến đó để tìm một khoảnh khắc nghỉ ngơi, tinh lặng và chiêm niệm trong cuộc sống vội vã thường ngày với nỗi nhớ về Thiên Chúa. Sáng kiến có nhiều sinh hoạt khác nhau, từ chầu thánh thể đến xưng tội, từ những cuộc viếng thăm thần học nghệ thuật đến cầu nguyện cho ơn gọi, cho đến canh thức do giới trẻ, các nhạc sĩ, ca đoàn thực hiện. Giám mục ban bí tích thêm sức cho 62 tù nhân Tin Tây Ban Nha, một trong những hoạt động đầu tiên sau khi được tấn phong giám mục, Đức cha Sebastian Chico, tân giám mục giáo phận Cartagena Murcia, đã ban bí tích thêm sức cho 62 tù nhân. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, một tuần sau lễ tấn phong giám mục, trong chuyến viếng thăm trung tâm cải tạo Mercia II, Đức cha Chico đã ban bí tích thêm sức cho 50 tù nhân nam và 12 tù nhân nữ. Theo thông tin của giáo phận Catagina Mercia, đây là lần đầu tiên bí tích này được ban trong trại tù. Trước khi cử hành bí tích thêm sức, Đức cha đã gặp từng tù nhân sẽ lãnh nhận bí tích sau đó. Cha Antonio Sanchez, một trong những tuyên úy của trại tù cho biết, Đức cha đã không đọc bài giảng, đã soạn sẵn, nhưng có những chia sẻ bộc phát với ước mong lời ngài sẽ chạm vào trái tim của họ. Đức cha Chico khuyến khích các tù nhân đừng mất hy vọng. Thay vào đó, hãy dám ước mơ, bởi vì cuộc sống của anh em không được ghi dấu bằng lỗi lầm của anh em, nhưng bởi các giấc mơ của anh em và Thiên Chúa cùng mơ ước với anh em. Hành hương ngọn gió hòa bình 2019 ở Triều Tiên Tin Nam Hàn Ủy ban Hòa giải dân tộc Triều Tiên của Tổng giáo phận SEO bắt đầu cho ghi danh tham gia cuộc hành hương ngọn gió hòa bình 2019. Đây là cuộc hành hương của người trẻ trên toàn thế giới vì hòa bình. Xung quanh khu vực phi quân sự, bao gồm các tỉnh Guosong, Yanggu, Chiawon và Yangcheon. Cuộc hành hương được Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên của Tổng giáo Phận Xô tổ chức với sự tài trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Cơ hội Bình đẳng. Đây là một lời mời gọi chia sẻ, suy nghĩ và đồng hành vì hòa bình tại một nơi là chứng tích của đau khổ trong lịch sử vì chiến tranh ở Triều Tiên và đồng thời là kho tàng sinh thái. Trong cuộc hành hương đi bộ, sẽ có những hội nghị thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tham dự viên gồm những người trẻ trong độ tuổi từ 19 đến 27 tuổi. Từ năm 2012, năm Ngọn Gió Hòa Bình được thành lập, các nhóm người trẻ từ các quốc gia khác nhau như Lào, Mexico, Malta, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan, với những bối cảnh chính trị, văn hóa và tôn giáo khác nhau, quy tụ tại khu phi quân sự để chia sẻ kinh nghiệm của họ, cầu nguyện cho hòa bình thế giới và trên bán đảo Triều Tiên. Chuyện hy hữu. Một linh mục có bốn người con linh mục. Tin Italia. Một linh mục nhưng có bốn con trai. Và cả bốn người con đều là linh mục. Đây là câu chuyện khó tin về cha Bravo và Carini. Vừa mừng sinh nhật 100 tuổi vào hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 6, 2019 vừa qua. Cha Probo sinh năm 1919, và như những người bạn cùng tuổi, cha đã trải qua thời kỳ kinh hoàng của chiến tranh Ông đã kết hôn và có bảy người con, bốn người con trai sau đó đều trở thành linh mục. Khi người vợ của ông qua đời, ông quyết định dấn thân hơn trong giáo hội, trở thành thừa tác viên giúp lễ, sau đó trở thành phó tế và nhận lãnh sư vụ hướng dẫn giáo sứ Thánh Matthew ở Venti, thành phố Rimini, Italia. Năm 1988, ở tuổi 69, Thầy Sáu Probo được Tòa Thánh cho phép trở thành linh mục. Tại giáo sứ San Martino ở Venti, cha Probo là một cha sứ như mọi cha sứ khác, cử hành thánh lễ, đám tang, đám cưới, rửa tội, giải tội, vân vân. Nhưng vào ngày sinh nhật của cha, giáo phận đã cử hành một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Rimini do Đức cha Francisco Lambiasi chủ tế để mừng vị linh mục đặc biệt này dĩ nhiên bốn người con linh mục của cha Brobo đã có mặt để chia sẻ niềm vui với người cha, nay cũng là linh mục như mình. Có bốn anh em làm linh mục đã là một trường hợp hiếm hoi, nhưng một linh mục có bốn người con linh mục chắc chắn cho tới nay là trường hợp duy nhất. Báo cáo 2018 về bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, tin Hoa Kỳ. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ về bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên đã ban hành báo cáo thường niên năm 2018. Những phát hiện và khuyến nghị về việc thực thi hiến chương về bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Báo cáo này dựa trên kết quả kiểm toán của Stonebridge Business Partners, một công ty tư vấn chuyên môn các trụ sở tại Rochester, New York. Theo báo cáo năm 2018, trong năm kiểm toán từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, 1385 người trưởng thành đã đưa ra 1455 cáo buộc. So với năm 2017, số lượng các cáo buộc đã tăng lên đáng kể do các cáo buộc bổ sung nhận được tại năm giáo phận của tiểu bang New York. Dữ liệu cũng cho thấy rằng 92% bị cáo buộc được xác định trong năm khảo sát đều đã qua đời, đã bị cách chức khỏi sứ vụ, bị buộc phải hoàn tục hoặc mất tích. Hầu hết các báo cáo lạm dụng xảy ra giữa những năm 1960 và 1990, với đỉnh điểm vào những năm 1970. 26 các buộc mới liên quan đến vị trẻ thành niên hiện tại đã được báo cáo, kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018. Ba người từ ba giáo phận khác nhau đã được xác định bằng cớ và các giáo sĩ đã bị loại khỏi chức vụ. Bảy cáo buộc không có căn cứ, ba trường hợp được phân loại là không thể được chứng minh và các cuộc điều tra hiện vẫn đang được xử lý đối với sáu cáo buộc khác. Đối với bảy cáo buộc còn lại, hai cáo buộc đã liên hệ đến một dòng tu, hai cáo buộc được báo cáo là các giáo sĩ không rõ danh tính và ba cáo buộc không phải là các cáo buộc về lạm dụng tình dục, nhưng là những vi phạm về ranh giới. Trong giai đoạn kiểm toán, các giáo phận và giáo khu đã tiếp cận và hỗ trợ cho 472 nạn nhân còn sống sót và gia đình của họ. Sự hỗ trợ có thể bao gồm việc tư vấn, giúp đỡ về mặt tinh thần và các dịch vụ xã hội khác. Đây chính là báo cáo thứ 16 kể từ năm 2002 khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phê chuẩn hiến chương bảo vệ trẻ em và thành thiếu niên. Giáo tỉnh Hà Nội cử hành ngày Thế giới truyền thông lần thứ 53. Tin Việt Nam, sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 6 2019, lễ Chúa Thăng Thiên, ban truyền thông của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ về Đền Thánh Sa Châu tại giáo phận Bùi Chưu để cử hành ngày Thế giới truyền thông lần thứ 53. Cuộc họp mặt hôm nay có khoảng 200 tham dự viên. Chương trình bắt đầu vào lúc 8 giờ 45 với lời chào mừng và phát biểu khai mạc của cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, trưởng ban truyền thông giáo phận buổi chiều. Cha nói rằng đây là dịp gặp gỡ, chia sẻ và khích lệ nhau để cùng thực thi công việc được Thiên Chúa qua giáo hội trao phó, dùng phương tiện truyền thông hiện đại để đem tin mừng Chúa cho mọi người. Ngày họp mặt cũng là dịp anh chị em cùng chia sẻ thao thức của mình trong sứ vụ truyền thông công giáo hôm nay tiếp đến là bài thuyết trình của cha yuse trần ngọc đăng phó giám đốc đại chủng viện bùi chu với chủ đề truyền thông theo đường hướng và phong cách của đức giáo hoàng francisco truyền thông không chỉ là chia sẻ một kênh thông tin nhưng còn là cơ hội quý báu chúa ban để xây dựng tình hiệp thông trong giáo hội và giữa những cộng đồng nhân loại Truyền thông hiện đại hôm nay thực là một phương tiện kỳ diệu chúa ban để con người có thể gặp gỡ tiếp xúc với nhau trong một thế giới gần gũi, đa dạng, nhưng liên hệ mật thiết và tương quan với nhau chặt chẽ. Tiếp tục chương trình, các giáo phận đã chia sẻ một vài kinh nghiệm và thao thức, cũng như chính những công việc cụ thể đang được thực hiện trong sứ vụ truyền thông công giáo. Công việc truyền thông ngày nay rất được chú ý, có thể coi là một mảng mục vụ rất quan trọng cao điểm của ngày họp mặt truyền thông giáo tỉnh Hà Nội là thánh lễ mừng Chúa lên trời được cử hành trọng thể tại đền thánh Sa Châu do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, nguyên chủ tịch tiên khởi của ủy ban truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam chủ sự. Đồng tế với Đức Cha Phêrô có 25 linh mục hiện diện trong thánh lễ có các thành viên của các ban truyền thông và đông đảo quý vị tu sĩ nam nữ và hàng ngàn tín hữu. Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2019, tin Việt Nam. Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu kỷ niệm 134 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu vào năm 1885 với chủ đề Đức Maria Nữ Vương Các Gia Đình, đấng chỉ bảo đàn lành, xin cầu cho chúng con. Đã diễn ra trong hai ngày, vào ngày 30 và 31 tháng 5 2019, tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Thánh lễ khai mạc đại hội do cha Bonaventura Mai Thái, Tổng Đại diện Giáo phận Đà Nẵng, Chủ tế vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 5, 2019. Sau Thánh lễ là cuộc cung nghinh Thánh thể quanh đồi Biểu Châu và chặng cuối là nhà thờ đỉnh đồi, mỗi người mang theo cây nến nhỏ, mỗi người đều dành cho mình một giờ trầu thích hợp. Hôm sau, ngày 31 tháng 5, 2019, là lễ kính Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng đã đến huấn từ với hơn 100 tu sĩ của các hội dòng đang công tác mục vụ tại giáo phận trong ngày hành hương. Tiếp đó, cha Du Bùi Quang Minh, giám học các môn triết học và sự học tại Học viện Dòng Tên Việt Nam, đã thuyết giảng với các tu sĩ về đề tài, nhận diện tính thực dụng của các kinh nghiệm thiêng liêng. Cùng trong thời gian này, tại hội trường tầng hầm của nhà thờ giáo sứ Trà Kiệu, cha Augustino Nguyễn Văn Dụ, trưởng ban nghiên huấn về mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thuyết giảng với các gia đình về quan tâm mục vụ của giáo hội Việt Nam cách đặc biệt trong năm nay, đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, đặc biệt là các khó khăn của các gia đình di dân, các gia đình hôn nhân khác tôn giáo, các gia đình ly dị, tái hôn. Lúc 14 giờ cùng ngày, tại sân nhà thờ giáo sứ Trà Kiệu, Đức Giám mục Du Xe Đặng Đức Ngân đã huân dụ Cộng đoàn hiện diện chuẩn bị cho cuộc cung nghinh Đức Maria về ý nghĩa của Đại hội Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2019. Đức cha nói rằng giáo hội mừng lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth ngày 31 tháng 5 và Đức Mẹ hiện ra cách đây 134 năm, chính là vẻ đẹp hành trình Đức tin khao khát đến với Chúa và đến với nhau. Sau lời nguyện khai mạc, đoàn dân hoa đã tung muôn hoa dân tôn vinh mẹ với lời ca là lời nguyện cầu cho người cha, người mẹ, và mỗi thành viên trong gia đình biết nâng đỡ nhau chia sẻ đồng trách nhiệm trong việc xây tổ ấm gia đình yêu thương thuận hòa ngay sau giờ dân hoa khai mạc công đoàn rước kiệu mẹ từ nhà thờ giáo sứ đến lễ đài trung tâm thánh mẫu trà kiệu tại đây đức cha giuse đã chủ tế thánh lễ bế mạc đại hội lúc 16 giờ thánh lễ quy tụ đoàn dân chúa để cùng với mẹ tạ ơn thiên chúa và tán dương mẹ Kết thúc thánh lễ, Đức Cha du Xe đã ban phép lành trọng thể với ơn toàn xá cho mọi người tham dự. Tình ca vô tận. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước khi kết thúc chương trình thời sự giáo hội và thế giới hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu một bài thánh ca của nhạc sĩ Ngọc Khôn mang tự đề Tình ca vô tận. Bài thánh ca này sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Như ý. Kính mời quý vị và anh chị em cùng thưởng thức. tình ngài như mạch sông chan chứa thâm thiết như dòng sông rộng lớn bát ngát biển đông tình ai cao thật phải nên chưa chẳng đổi thay tình ảnh như mạch đất tươi tốt bát nhát duyên xanh như gió quyên hấp trời thành tình ngày bao bọc con chương trình truyền hình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@viecthulich.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình kỳ tới. Laudator Jesus Christus, người khen Chúa Giêsu Kitô.